Ông Đinh Minh Chế, 70 tuổi, là một trong những người sinh sống tại khu vực dưới chân núi Khe Sương từ nhỏ. Sau khi có thông báo sơ tán từ tổ dân phố, ông và người dân ở đây đều nhanh chóng mang theo hành lý đã được chuẩn bị sẵn để di dời đến nơi an toàn theo hướng dẫn của địa phương. Có cái lần di dời của cấp trên thì gia đình chúng tôi và mọi người dân ở đây đều chấp hành cả, phải đi toàn cả gia đình và cũng kêu gọi mọi người dân ở đây đều đi cả. Để giúp người dân yên tâm khi phải di dời, chính quyền địa phương đã bố trí chỗ ăn ở và sinh hoạt phù hợp. Tuy nhiên, đa số người dân ở đây đều mong muốn chính quyền cả cấp xem xét bố trí chỗ ăn ở an toàn, ổn định hoặc có phương án lâu dài. Vì những năm gần đây, mỗi lần mưa lớn, người dân lại phải di dời và không thể yên tâm sinh sống. Được tình hình sạt lở thì em ở đây thì em rất sợ. Mà cách đây mấy năm về trước thì đỡ, nhưng mà 2 năm về sau, đặc biệt là năm nay, là nó sạt lở mạnh hơn. Mỗi lần mà mưa đổ tới là có lệnh của cấp trên là bọn em là đều chấp hành, như đảng nhà nước quan tâm và hỗ trợ xây kè để cho bà con ở đây là yên tâm sinh sống và làm việc. Núi Khe Sương có địa hình đồi dốc, địa chất phức tạp và đã xảy ra hiện tượng nứt nẻ, sụt lún từ nhiều năm về trước. Ảnh hưởng của cơn bão số 4 với những trận mưa lớn kéo dài trong thời gian qua càng khiến nguy cơ sạt lở cao hơn, nguy hiểm hơn. Nhận thấy cái tình hình sạt lở ở đây là rất nghiêm trọng. Đây là chính quyền địa phương cũng rất quyết liệt, đặc biệt là một số bà con là không chịu di dời thì chính quyền cũng chỉ đạo công an thị trấn và phối hợp với tổ xung kích của tổ dân phố 8 là trước hết làm công tác tuyên truyền, sau đó thì sẽ nếu trường hợp mà cần thiết thì sẽ là báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện để có những biện pháp quyết liệt hơn để di chuyển bà con đến những nơi an toàn. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố.